Thưa quý vị, liên quan đến vụ nổ súng bắn chết hàng xóm ở Thái Nguyên, nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn từ việc gia đình nạn nhân còn nợ 10 triệu đồng với gia đình hung thủ. Thông tin do Công an huyện Võ Nhai cung cấp. Đại diện Công an huyện Võ Nhai, Thái Nguyên cho biết, đơn vị đã bàn giao vụ nổ súng khiến 3 người thương vong ở xã Dân Tiến cho Công an tỉnh Thái Nguyên thụ lý và giải quyết. Trước đó vào khoảng 9 giờ 50 phút ngày 15 tháng 2, vợ chồng ông Lê Văn Tới và bà Phạm Thị Đoàn cùng sinh năm 1971, trú tại xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, đang xây tường rào cho gia đình con trai ruột thì bị Lê Văn Hữu sinh năm 1981 bắn. Ông Lê Văn Tới thiệt mạng, bà Phạm Thị Đoàn bị thương nặng được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương tỉnh Thái Nguyên. Sau khi gây án thì Lê Văn Hữu đã tự sát. Nguyên nhân ban đầu được cho là do nạn nhân còn nợ gia đình Hữu khoảng 10 triệu đồng. Vụ việc hiện đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra và làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức buổi giới thiệu ấn phẩm Cây kèn và chiếc khẩu trang như một lời tri ân của giới văn nghệ sĩ thành phố gửi đến các y bác sĩ, tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch, những người đã hy sinh quên mình để bảo vệ sức khỏe của nhân dân thành phố trong suốt thời gian vừa qua. Giữa bộn bề, sắp xếp lại cuộc đời mỗi người, cùng bao tất bật của những trăn trở, khôi phục và phát triển kinh tế. Đây chính là một sự kiện để chúng ta tạm lắng lòng nhìn lại, để thấy trong cuộc chiến chống dịch như chống giặc đã và đang diễn ra, văn nghệ sĩ chính là một trong những đội ngũ tiên phong đã nhập cuộc cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố ngay từ những ngày đầu. Đây là anh em sáng tác bằng chính trái tim rỉ máu, bằng sự ngạt thở của chính mình. Ngạt thở và niềm khát sống. Tôi rất tâm đắc cái từ khát sống. Lúc đó toàn thành phố chúng ta, mỗi người đều là người trong cuộc, mỗi người đều là một pháo đài của chính bản thân mình. Và chính cái khát sống đó, nó nuôi dưỡng, thúc đẩy cái ý chí để mỗi con người cùng vượt lên số phận, vượt lên đại dịch. 194 tác phẩm thuộc 5 loại hình văn học, âm nhạc, sân khấu, mỹ thuật và nhiếp ảnh này của 138 tác giả tại Thành phố Hồ Chí Minh đều đã được thu thập và tập hợp trong một thời gian rất ngắn. Ấn phẩm là lòng tri ân vô hạn với giới văn nghệ sĩ thành phố, đối với các y bác sĩ, tình nguyện viên, công an, quân đội, những người của tuyến đầu chống dịch đã hy sinh quên mình vì tính mạng, sức khỏe của người dân. Những tác phẩm văn học nghệ thuật này cũng là để tưởng nhớ và gửi gắm sự tiếc thương đến tận cùng, tới anh linh những người đã khuất trong cơn đại dịch, trong đó có 42 văn nghệ sĩ mà nhiều gương mặt đã từng là những tên tuổi lớn góp phần làm nên diện mạo của văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Tên tác phẩm là Cây kèn và chiếc khẩu trang là chúng ta có thể nhìn được bằng lời, bằng nghe được bằng tiếng nói, nhìn được, cảm nhận được bằng hình ảnh khi xảy ra một cái sự kiện gì mà ảnh hưởng đến con người, đến thành phố, đến đất nước. Thì hơn bao giờ hết cái lòng, cái cảm xúc của văn nghệ sĩ lại trào dâng ngay, đoàn kết lại, tham gia vào vận động để cứu trợ cho đồng bào. Thực sự đấy là cái tấm lòng, đấy là cái bản chất của văn nghệ sĩ. Khi tình hình dịch bệnh đã được cơ bản kiểm soát, Thành phố Hồ Chí Minh đã hồi sinh như những câu thơ của nhà thơ Lê Tú Lệ. Sẽ có một ngày saxophone lơn lên, khẩu trang rơi xuống. Hãy mạnh mẽ lên tôi ơi, như bao đời Sài Gòn mạnh mẽ. Và hôm nay sẽ qua, sẽ qua. Và tôi tin rằng những tác phẩm văn học nghệ thuật trong đợt phòng chống đại dịch Covid vừa qua, cũng như những tác phẩm tại ấn phẩm Cây kèn và chiếc khẩu trang, sẽ tiếp tục được phối hợp để quảng bá một cách mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới. Chuyện giờ khóc giờ cười đã xảy ra tại thành phố Zurich của Thụy Sĩ. Mới đây, vào khoảng 700 cư dân của thành phố này đã đăng ký là tình nguyện ngồi thử 4 ngày trong nhà tù mới xây trước khi cơ sở này được đưa vào sử dụng. Tờ Le Temps của Thụy Sĩ cuối tuần trước đưa tin chính quyền thành phố Zurich đang tuyển các tình nguyện viên ngồi tù thử 4 ngày trong trại giam vừa được xây dựng. Các ứng viên phải trên 18 tuổi, đồng ý tham gia kiểm tra lý lịch và sẵn lòng để cảnh sát giám sát an ninh. Trong thời gian ngồi tù thử từ ngày 24 tháng 3 đến 27 tháng 3, các tình nguyện viên sẽ trải qua cuộc sống giống phạm nhân thực sự tại nhà tù Tây Zurich. Họ sẽ bị khám người trước khi vào buồng giam, song có quyền từ chối điều này. Nhóm tình nguyện viên ngồi tù thử sẽ được cung cấp 3 bữa ăn trong ngày với thực đơn đa dạng, thậm chí có cả lựa chọn cho người ăn chay và đồ ăn dành cho tín đồ Hồi giáo. Nếu bất cứ tình nguyện viên nào hối hận về quyết định ngồi tù thử, họ đều có thể rời đi khi muốn, giới chức nhà tù nói thêm.
khoảng 700 người đã đăng ký tham gia ngồi tù thử, nhiều hơn gần 3 lần so với sức chứa của nhà tù là 241 người. Mark Ehrman, giám đốc nhà tù Tây Zurich cho biết, dự án ngồi tù thử sẽ đảm bảo hoạt động bình thường và cho phép các quản giáo làm quen với nhà tù mới, dự kiến được đưa vào hoạt động trong tháng 4. Với mức nước chỉ còn 15%, hình ảnh hoang tàn của ngôi làng ma là Acevedo ở vùng Galicia, phía tây bắc của Tây Ban Nha lại một lần nữa xuất hiện. Ngôi làng Acevedo ở Tây Ban Nha từng bị nhấn chìm vào năm 1992 để xây dựng hồ chứa Alto Lindoso đã xuất hiện trở lại. Đợt hạn hán gần đây đã làm cạn nước con đập ở biên giới Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha, khiến ngôi làng này nổi lên và thu hút du khách đến xem. Hình ảnh hoang tàn của ngôi làng ma Acevedo ở vùng Galicia phía tây bắc của Tây Ban Nha lại một lần nữa xuất hiện với mực nước chỉ còn 15%. Du khách có thể tản bộ trên nền đất bùn nứt nẻ do hạn hán, dễ dàng tìm thấy những mái nhà bị sập một phần, gạch và mảnh vỡ bằng gỗ vốn từng được dùng để làm cửa hoặc dầm nhà và thậm chí cả vòi uống nước công cộng vẫn có nước chảy ra từ một đường ống hàn rỉ. Những chiếc thùng với các loại chai bia rỗng được chất lên nhau tại nơi từng là quán cà phê, gần đó là một chiếc ô tô cũ đang bị rỉ sét bên bức tường đá. Thật tồi tệ, nhưng cuộc sống là như vậy. Một số sẽ biến mất, một số khác sẽ tiếp tục tồn tại. Dữ liệu của Bộ Môi trường cho thấy các hồ chứa nước của Tây Ban Nha đang ở mức 44% dung lượng, thấp hơn nhiều so với mức trung bình khoảng 61% trong thập kỷ. Các chỉ số cho thấy khả năng hạn hán sẽ tăng trong những tuần tới. Dựa trên phương châm rác của người này là kho báu đối với một người khác, một dự án tái chế đã được ra đời tại Mexico nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường của người dân thông qua việc là đem đến vòng đời mới cho những chai lọ thủy tinh bỏ đi. Cerrando El Silo có nghĩa là khép lại chu trình một dự án của Mexico được thành lập vào năm 2014. Dự án này đang tìm cách thu hẹp khoảng cách giữa sản xuất và tái chế thủy tinh. Dự án đã tạo ra một chương trình thu gom thủy tinh để khuyến khích người dân quyên góp những chai lọ bỏ đi. Sau đó, nhà máy tái chế của họ đã biến những rác thải này thành những vật dụng hữu ích khác, thậm chí có giá trị nghệ thuật cao như đồng hồ hay đồ trang sức. Không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, dự án còn giúp tạo ra việc làm cho những người đang gặp khó khăn. Dự án này có tác động đến nhiều mặt. Về mặt kinh tế, nó giúp tạo ra sự tăng trưởng cho công ty, song cũng mang lại lợi ích cho môi trường. Về mặt xã hội, chúng tôi giúp đào tạo lao động là phụ nữ. Kể từ đó, họ có thể lựa chọn tự kinh doanh hoặc buôn bán dựa trên việc tái chế. Với hơn 2 triệu tấn thủy tinh được sản xuất mỗi năm ở Mexico, việc thúc đẩy tái chế thủy tinh là một nhiệm vụ quan trọng để giải quyết vấn đề rác thải ở nước này. Tuy nhiên, hiện chỉ có khoảng 12% tổng số lượng thủy tinh sản xuất được tái chế.